Bonsai Bảy Nghĩa xin kính chào quý vị nha. Nay thì nói chung là em có phá thế cái cây mai vàng này lại của chị ơi. Rồi sẵn đây thì nói chung em cũng lên chậu luôn ha. Lý do mà cây này mình cưa lại là cây sầu quê của chị. Nhưng mà cưa nó chưa cân đối ha, nó chưa gió cây. Sẵn đây là em thấy có cái dáng của chị nên em cưa nó lùng xuống nó gió cây luôn ha. Nè, quý vị thấy hiện tại ha, phía trên này nó phụ cục ha. Cây này sù của chị ơi. Nhưng mà nó phụ cục bự quá rồi cho nên là mình phá thế lùng xuống luôn ha. Lùng xuống là mình chơi thì sau này cây nó cân đối, nhìn nó gió cây hơn ha quý vị. Rồi đang quay cây cái bắt đầu mình tiến hành cho công việc quý vị. Đây ha quý vị. Cây đây ha. Cục sù nè. Đặc biệt có cái dáng ha. Nhưng mà phía trên, đây phía trên nè nó chặt nhiều nhánh quá quý vị. Cái chỗ này nó mọc nhiều nhánh, người đâm ra là nó có cục sù. Nó hơi phình lên bự quá ha. Với lại cái thân đó là nó nâng cây, nó không có gió cây ha. Cho nên mình muốn gió cây thì bắt buộc là mình phải phá thế quý vị. Cho nên em mới phá thế ha. Đây quý vị. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ loại bỏ các cái cốt cạnh rồi sau đó bắt đầu tiến hành là mình cưa luôn quý vị. Rồi hay quý vị, quá trình mình phá thế đã xong ha. Giờ tiến hành là mình đục thưa quý vị ơi. Đáng lý ha là mình cắt thấp xuống tầm này ha quý vị. Nhưng mà do em thấy cái mắt ngủ nằm trên đây nè ha. Quay gần lại coi. Quay gần lại con. Đây ha, có cái mắt ngủ nằm trên đây ha. Cho nên là mình cưa xích ở trên. Đó, vì mình cưa nguyên khoảng này thật chắc chỗ nào nó cũng phù hết trơn ha quý vị. Nhưng mà cái này là do sù. Không sao, sau này nó mọc tược lên ở đây là bắt đầu nó kéo sù lên luôn. Cho nên là chấp nhận được ha quý vị. Cho nên là đáng lý là em cưa là thấp xuống đây nó mới nhìn nó mới gió cây nữa ha. Gióc mới giữ ha. Nhưng mà nó là có cái mắt ngủ trên đây quý vị. Nói chung là em cưa em đoán trước ha. Là trong tương lai là tượng nó sẽ mọc ở đâu ha quý vị ơi. Cây này thì nói chung là cắt rồi là quá đẹp rồi quý vị ơi. Quay ngay góc ảnh thấp xuống mới thấy được rõ cây. Rồi giờ tiến hành là mình đục quý vị ơi. Tôi gần đây nè. Đầu tiên thì mình sẽ đục sơ lược trước theo quý vị. Tức là mình đục xương xương ha. Phía đây là lấy cái đục dẫm, mình phá các cái mặt thẹo trước quý vị ơi. Đây có cái mắt ngủ ở đây ha, cho nên em vừa lên quý vị. Sau này là sẽ ra ngay đó nha quý vị ơi. Chi nó sẽ ra chỗ đó ha. Là mình dựng đỉnh lên ha. Thì đối với những cây mà mình muốn chơi nguyên thủy đó thì mình chừa mắt ngủ ha. Có nghĩa là mình canh. Mình thấy cái mắt ngủ nằm ngay đó thì mình cắt mình chừa lên quý vị. Còn đối với những cây ghép thì anh em chỉ cần cắt rồi trồng cho nó kéo nhựa lại là ghép được rồi ha.
giờ quá trình là mình tháo bột này không quý vị, đặng đưa cây này lên chậu luôn quý vị. Thì sẵn đây mình làm ha, thì thay vì là mình lấy vít mình khui bầu ra thì mình xịt nước quý vị ha. Ở đây được cái nói chung là có vòi xịt, cho nên là sẵn đây là mình xịt ra để mình đem cây vô chậu mình trồng quý vị. Vì nuôi bonsai thì mình nuôi trên chậu thì mình vẫn quản lý cái nguồn phân nó dễ hơn quý vị, với lại cũng cải thiện cái chỗ này lại quý vị, cải thiện khuôn viên này lại ha, đưa cây vô khuôn khổ quý vị. Rồi đầu tiên thì mình sẽ vệ sinh hết cái bầu này quý vị, rồi bắt đầu là tiến hành là mình đưa lên chậu ha. Là bây giờ là mình xịt ra, xịt loại rác đầu rễ ra quý vị ơi, rồi đưa lên chậu trồng ha. Bây giờ bắt đầu là mình tiến hành mình xịt nha quý vị, xịt nó sạch các cái hệ thống rễ lại ha. Vì trong đây là có nhiều cái rễ là nó không có đi rễ quý vị ơi, nó nín cái đầu rễ lại ha, hầu như là nó có kéo nhựa nhưng mà rễ không đi ha. Thì giờ sẵn đây mình xịt ra hết rồi mình làm lại luôn quý vị ơi. Đây thì xịt ra khá là đẹp quý vị, quá trời đế xù mà đế đẹp luôn ha, thằng nó dáng thú luôn, dáng thế đẹp luôn nha quý vị. Nói chung trong đây nó còn vướng mắc cục đất gọi là bự quá nha quý vị, cho nên em mới xịt ra hết nha quý vị. Đó, sau này mình có ép chậu lại nó cũng dễ nữa ha, chứ để cục đất cái này là sau này ép chậu rất là khó nha quý vị. Nghệ thuật bonsai bây giờ mình chơi đó là cái chậu nó phải cân đối ha, cân đối với cái cây nha quý vị. Rồi ok. Thế quý vị, sau khi nghiêng xuống thì em thấy nó vướng mắc một cái tình trạng gọi là hồi xưa là không có khui đáy ha. Đó. Trước đây là nói chung là trồng không có khui đáy ha quý vị. Cho nên là cái cây này nói chung nó cũng chậm phát triển ha. Cho nên sẵn đây là mình xịt cái đáy ra hết, sau đó mình cắt các cái đầu rễ lại hết chân luôn ha. Bắt đầu tiến hành là mình trồng quý vị ơi. Cục đất quá trời cục đất. Thì sau khi mình xịt sạch xong ha quý vị, mình cũng đã vệ sinh xong ha. Hiện tại đó là mình xịt cái này là mình xịt sạch hết 70% ha, chỉ còn cục như đất trong đây là có khoảng 30% ha quý vị. Lý do em chừa đất lại là cây này nó không có bị si ha, nó chỉ chậm phát triển thôi, cho nên mình cứ xử lý là các cái đầu rễ ngoài nè cho nó đi được, cho nó có nghĩa là nó tiếp xúc được với chất trồng nha quý vị, là cây đi rễ mạnh thôi. Còn phía trong này nói chung là mình giữ cái cục nhân này lại á, là do cái cây nó không có yếu ha, cho nên mình giữ lại, chứ nếu gặp cây tình trạng xíu là xịt sạch luôn quý vị ơi. Hiện tại trong đây rễ cám còn rất là nhiều ha, cho nên là mình giữ lại cho cây nó khỏe nha quý vị. Chứ đối với những cây xíu đó là rễ nó cũng bị thối hết rồi, cho nên mình cứ xịt sạch luôn. Còn như cây này thì em không có xịt sạch ha, đó, cho nên là tùy theo cây, rồi tùy theo cái điều kiện mình làm nha quý vị. Nói chung là quý vị có điều kiện thì quý vị lấy vòi nước quý vị xịt, còn không có điều kiện thì mình cũng có thể lấy vít mình khử ra. Rồi bây giờ đầu tiên em sẽ loại bỏ hết các cái đầu rễ thối, cái đầu rễ mà chậm phát triển nha quý vị, rồi sau đó là bắt đầu mình tiến hành mình đưa qua chậu mình trồng quý vị. Đây nè, có nhiều cái đầu là nó không có đi đâu ha, nó nhưng mà quý vị chỉ cần mình gọt lại, sau đó bắt đầu là mình kích xử lý nấm. Rồi mình xài kích rễ lại quý vị ơi. Thì bộ đôi đó là hầu như là em cũng có chia sẻ cho cô chú anh chị xài rất là nhiều nha quý vị. Nói chung về phản hồi cũng rất là tốt ha. Đó, giờ mình phải cắt gọt lại ha. Quý vị cắt kiểu này thì rễ nó sẽ đi lại ha quý vị. Trung quy mình gọi cái từ dễ hiểu là nó tức là nó sẽ ra lại ha. Cũng giống như một cái cành vậy, một cái cành mà quý vị cắt ha thì nó sẽ ra 3-4 cành, còn quý vị mà cứ để cho nó vượt tự nhiên ha, nó không có đi như mình mong muốn đâu.
Còn mình cắt cái này là thứ nhất là mình cắt những cái đầu rễ mà nó chậm phát triển, là những cái đầu rễ chết nè. Vì trong 100 cái rễ thì nhiều khi nó cũng sẽ chết là cả chục cái hay quý vị, chứ không phải mà nó không chết đâu. Sẵn đây mình làm cho nó gọn lại. Cây này thì quá ok rồi. Xù đế VIP luôn. Xù đế đẹp là ít lắm quý vị ơi. Hơn nữa có dáng luôn ha. Thì anh em mình chơi, cô chú mình chơi hay gọi dáng thú đó. Đó. Là đây ha. Cây này cũng có cái dáng thú luôn. Gõ gệt. Đây để tí xíu là mình phải trồng cho nó nghiêng lại quý vị. Đây ha. Đó. Coi gì mới được ha. Lấy men đây là mặt tiền luôn quý vị, nó có chiều sâu ha. Sau này dựng đỉnh lên. Sau này lấy đỉnh lắc lại ha. Bắt chi một nằm đây. Bắt chi phong nằm phía ngoài này luôn quý vị ơi. Đó, rồi dựng đỉnh lên ha. Từ đây mình đá xuống cành rơi xuống nữa. Thì khi quý vị mà phá thế đó, hay hoặc là quý vị xử lý một cái cây ha, thì mình phải có cái vấn đề gọi là ý tưởng này ha quý vị. Chứ không có ý tưởng thì mình làm vô tình là cái cây nó không có vô bài bản thì nó sẽ không phát triển được ha. Tí xíu cái rễ này mình cứ chừa đi. Tí xíu mình đưa cọng nhôm vô mình cáo xuống luôn nha quý vị. Nó cái rễ này nó treo ha. Chút xíu đưa vô chậu trồng rồi mình cáo. Còn không thì mình cáo ở ngoài đây cũng vẫn được. Lấy một cọng nhôm quý vị ơi. Đầu tiên mình vệ sinh xung quanh trước đi ha. Sau đó bắt đầu là mình đặt cái cây ngang rồi mình xử lý dưới đáy luôn. Xử lý xung quanh trước. Có nhiều cái đầu là nó lì, nó không có đi rễ quá gì. Đó, cho nên mình mới cắt lại thôi. Với lại có nhiều cái rễ nó đi xa quá ha. Sẵn đây mình cắt cho nó nôm lại luôn. Cho nó gom đấy lại. Vì mình đưa lên chậu á, mình thần á quý vị. Sau này cây này là nói chung là mình xử lý là nó sẽ ép vô chậu, nó là cây nó khá đẹp ha. Nè quý vị thấy không? Vàng rễ nè ở dưới nó không đi được ha. Là lý do nãy là tại mình không có khui bầu. Cái người trồng trước là không có khui ha. Không có khui cái đáy quý vị ơi. Đa phần mấy anh em hồi trước trồng thấy mắc phải lắm. Do người ta không biết chứ không phải là cái gì. Chứ mà mình biết thì ai đâu mà làm gì. Quý vị xem thì cũng đừng có quên like và đăng ký kênh ủng hộ kênh Bonsai Bé Nghĩa nha quý vị ơi. Để sắp tới em có làm clip nào thì mời quý vị cùng xem ha. Đó, mình cứ mạnh dạn mình cắt đi. Mình cắt như gì rồi mình xử lý thuốc nó hợp lý đó. Phải có thuốc mới được. Chứ đừng có nói mà không thuốc là cây không bao giờ phát triển được. Đã người ta quy định ra cái vấn đề ở đây gọi là thuốc kích rễ. Kích rễ thì đương nhiên nó sẽ kích những cái đầu rễ này ra mạnh hơn nha quý vị. Và rễ phát triển mạnh hơn ha. Chứ quý vị mà không xài thì cây không bao giờ mà sung nổi đâu. Cái đó là em nói thật sự. Nó sau đó bắt đầu á là cái cây nó sung. Thì lúc đó mình mới đi phân. Chứ cái cây nó đang si mà quý vị mà đi phân nó thì khác nào là hại nó ha. Đó, cho nên là tùy theo cái loại phân đó mà mình đi nữa. Nhiều khi thời điểm đó là không được đi loại phân đó. Nó phải theo một cái gọi là mình hiểu biết thì nó dễ. Phân thì nó nhiều loại phân, nó nhiều cái vấn đề, đây là nhiều cái thành phần. Có một số phân là dành cho những cây giai đoạn đầu. Tới giai đoạn 2 thì mình phải đi phân khác nữa. Nhưng mà giai đoạn đầu này khi mà cái cây mới trồng thì tốt nhất quý vị cứ xài cái kích rễ thôi. Đó là cái thuốc dưỡng đó. Nó cái thuốc dưỡng bên em là quý vị cứ xài là ok rồi. Khi mà hệ thống rễ đã đủ, chi cành đã đủ, lúc đó mình mới thúc phân ha. Thúc phân ở đây là cho các cái tay cành nó mập lại, dày lại, nó đi mạnh hơn. Đó. Rồi sau khi là xử lý rễ xong xuôi hết nha quý vị. Giờ tiến hành là bắt đầu là mình đưa qua cái đưa qua cái chậu mình trồng quý vị ơi. Đây ha, chậu thì cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.
À. Thì đó, đầu tiên quý vị làm cái cây ha, thì mình phải xác định là cái mặt tiền nó nằm ở đâu ha. Cái cây này hiện tại đó là lấy mặt tiền ở bên đây nè, thì nó phù hợp cho chi cành hơn, cho nên là em lấy bên đây ha quý vị ơi. Chậu này kêu bằng là ép chậu nha quý vị, có nghĩa là cái cây này bây giờ là mình ép lại để nó gom lại ha. Đó, thì những cái rễ này nó lòi ra thì mình phải cạo lại ha, cạo vô nó cho nó gom vô chậu. Mình ép chậu kiểu này thứ nhất đó là mình sẽ dễ quản lý nguồn nước nè, thứ hai là mình dễ chăm hơn ha, nó không có vướng mắc cái tình trạng gọi là dư nước nha quý vị. Đó, chứ để nhiều khi nó dư nước đó quý vị. Rồi sau khi đó là mình để cái dáng nó ok ha, thì mình tiến hành là mình lắp chất chồng rồi mình sẽ tưới nước nha quý vị. Cái này nó hơi thiếu sơ dừa, em sẽ để sơ dừa thêm và em chỉnh dáng lại ok, xong bắt đầu tưới đẫm, bắt đầu mình tiến hành mình tưới nước nha. Ok. Rồi sau khi cây mình trồng xong ha quý vị, mình đã tưới nước thật đẫm rồi ha. Giờ tới tiến hành là mình tưới thuốc quý vị. Đây ha. Thì ở này trong phòng thuốc này là mình kết hợp giữa cái thuốc nấm ha và cái thuốc kích rễ của em quý vị. Đó, cô chú anh chị nào ha muốn có được cái sản phẩm này mình dùng thì alo em nha. Đây quý vị ơi, này thuốc là bên em cung cấp quý vị. Đây, cô chú anh chị nào có nhu cầu cần xài thì liên hệ ha. Này mình tưới cho thật đẫm xong bắt đầu tiến hành là tưới thuốc nha quý vị. Này là mình tưới có khoảng 20 lít nước thuốc ha. Cây này nói chung là bộ đế khủng, mình trồng một thời gian sau đó là mình mới gỡ cái miếng này ra, là lúc đó mình môi đế, mình chơi đế luôn ha quý vị. Cây hiện tại là đang chăm cho sung ha. Cây này thì nói chung là mình trồng trong cái chậu này là mình cũng hãm cái bộ đế nó lại ha quý vị, cho nó nơm lại ha. Với lại là mình làm cái này để thành chậu ha, trong tương lai là mình chơi cái chậu cạn hơn ha quý vị, thì nó dễ chơi ha. Đó, khi mà cây nó thuần rồi lúc đó mình sẽ gỡ cái miếng be xung quanh nó là được ha. Giờ tiến hành là mình quấn giải luôn quý vị, quấn giải thân này cũng, tránh cái tình trạng là chưa nắng ha, nó nắng quá là táp vô da làm cháy cây quý vị ơi. Cây này là hầu như là chân trước chân sau gì đầy đủ hết nha quý vị. Đây ha, chân cẳng gì có gạt hết ha, được cái cục xù có dáng luôn. Cây này mua về thì chơi thôi chứ còn đâu còn cái vấn đề gì nữa đâu. Em phá thì cũng tới cây rồi ha. Giờ chỉ còn thích thì về mình đóng bo vô. Đóng bo thì nó dễ, mà khi nào cây nó sinh trưởng lên, nó kéo nhựa lên là mình đóng vô là dính quý vị. Còn muốn nuôi tược thì đó, các cái đầu này thì em chưa nè. Quý vị thấy không? Cái này là cái mắt ngủ nè nha. Đây, chắc chắn ở đây sẽ ra tược. Nó còn phía sau này là di tự dư dư luôn. Nó chi phong cái đằng sau này, thí dụ ngay đầu này nó không ngay nha. Thì đó, nguyên cái dụng này là mai mốt là các cái mắt ngủ còn nhiều lắm. Cái trên này đánh cành gơi đồ xuống thì cứng khờ rồi, đánh đỉnh lên luôn nó. Cho nên là cây này là ok ha quý vị, dáng thế có hết ha. Nói chung là cây này đáng siêu tầm, đế thì cũng đẹp nữa. Rồi giờ chỉ còn quấn giải nữa thôi là ok ha quý vị. Đây quá trình mình quấn giải quý vị ha, chùm luôn cho nó mặc áo luôn, đâu có lọt áo, chùm vô nó là ok rồi. Ở đó rồi cho đưa cái tay ra, cái tay đó lấy kéo cắt mấy cái chỗ cái tay đó ra là được rồi, cho nó mặc áo luôn. Nói chứ mình chậm kiểu này quý vị là hàng ngày vậy chứ cái cây nó đỡ nóng ha, với lại cái dắt nắng nắng nè, mình xịt lên cái tàn á, xịt lên đường thân nó là nó giữ được ẩm, giữ được độ ẩm ha, cây nó không bị mất nước quý vị ơi. Nè, các cái rễ này nó cũng còn chưa phát triển thì mình che lại. Ok, nó buộc lên tí gì nè, lấy con dây lại. Rồi, chủ yếu là mình chừa những cái chỗ mà mình muốn ra chi thôi. Hay quý vị. Đó. Rồi cái mặt này nếu như cái chậu này nó hơi bự, mình sợ mưa nhiều thì mình che lại đậy lại luôn quý vị ơi. Nè, che giống như bên đây ha. Là bạc hay quý vị, cao su á, mình che lại đừng cho mưa gió vô quý vị ơi. Vì cái mùa này thì nói chung là cũng hay mưa ha. Đó.
Rồi quý vị ơi, tới đây thì bảy nghĩa em cũng xin kết thúc clip đi ha. Thì quy trình thì vậy thôi. Nếu như mà nắng thì mình không cần phải che cái mặt đó ha. Còn mưa thì mình phải che lại nha quý vị. Tại vì mưa dầm thì nhiều khi nó sẽ thối rễ ha. Nó thật sự nó dư nước rồi là nó sẽ thối rễ thôi, chứ không có cái thuốc nào mà ngăn chặn được hết trơn. Nó cho nên quý vị cũng lưu ý ha. Thuốc là mình ngăn ngừa, nhưng mà hạn chế vấn đề nước. Quản lý được nguồn nước là cái cây nó mới phát triển được nha. Nguồn nước rất là quan trọng đối với một cái cây mai. Dư nước là nó sẽ chết ha. Đó, nên lưu ý điều đó. Thôi rồi ha, tới đây thì Bảy Nghĩa em xin chào và hẹn gặp quý vị clip sau ạ.